Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Evolution, một dòng xe đạp full carbon chính hãng, được bán tại cửa hàng ở mức giá chỉ có là 8,5 triệu. Đó, các bác đã được một chiếc xe đạp full carbon rất là đẹp, và bộ đề chuyển động là Shimano Alivio, bánh 26 inch, khung các bác nhìn trên hình vân carbon đây, full carbon hết cả một bộ khung rất là đẹp, tông màu trắng pha xanh cực kỳ là trẻ trung và rất là thể thao, full carbon. Đây là website của xe, xe phân khúc chính hãng evo.com.taiwan. Bánh là 26 inch, sử dụng bản lốp nhỏ, sử dụng rất là tốt trong việc các bác thể dục trong phố thì đi cái loại lốp này rất là nhẹ nhàng. Đúng, bộ đề sau Alivio với đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tầng níp và trên này 3 tầng đĩa, cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Phần ghi đông của xe thì được trang bị bộ tay bấm SLX rất là cao cấp của dòng Shimano, tay bấm SLX. Phanh dầu, sử dụng phanh dầu của Techo. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Xe vừa cho bác đi từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. 65-66 đến 75-76 thì phù hợp. 9 tầng lít, 3 đĩa cho 24 tốc độ, 27 tốc độ khác nhau. Còn rất mượt mà, có nhiều chân hình. Chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác video lần sau.